Xin chào các bạn, hôm nay tôi đã tốt nghiệp trường đại học nên là tôi sẽ đi làm hacker anh em ạ. Làm thuê cho ta anh em. Tôi là không phải là làm mấy việc xấu đâu, tại là cái nhóm này là nó làm xấu nên là tôi phải giúp một cái băng đảng kia để tìm chứng cứ cho nó. Có thể là như vậy chứ tôi cũng không có thông tin rõ ràng nữa. Ủa mày nhột với mày đó à? Hay là bảo vệ tòa nhà anh em. Thì tôi có thể hack được không nhỉ? Hay tôi có thể hack được. Những người xung quanh của tôi là ông này có mức thu nhập là 112.000 đô, là người tình nguyện tại cái trại vô gia cư. Ông tên là Flores Lester. Tôi có thể hack vô camera ấy và tôi có thể biết ông này là Forest Lester. Tôi có thể hack xuyên luôn nha, xuyên lục địa luôn anh em ạ. Giờ tôi phải lén anh em ạ, đánh ngất cái ông này. Ông chưa thấy tôi đâu. Nếu mà đồng bọn của ông thấy thì sao ta? Cứ chơi thôi, còn bọn không thấy đâu. Kéo nó xuống, đúng rồi. Rồi choáng rồi. Giờ tôi sẽ có một cái súng điện, nó sẽ mọi chuyện nó sẽ dễ hơn. Tôi sẽ xâm nhập một cách mà không ai biết hết. Có lẽ là ông Very gì đó, tôi quên rồi. Tôi hay bị não cá vàng nên là hay quên lắm anh em ạ. Ông kia đang đi qua. Tango down. Biết đúng không? Ông kia còn biết nữa anh em à. Ấy tôi sẽ dụ ổng. Ông nào hình như ổng không để ý luôn anh em. Ông để ý rồi. Ok, xong rồi anh em, tôi nhặt được cái nhẫn rồi. Chắc cũng có tiền cũng khá là nhiều anh em ạ. Tem của tôi biểu tôi đi vào đây anh em ạ. Và tôi có thể hack ra thấy được cái đường dây của nó dẫn đi đâu. Cái này là nghề của tôi rồi anh. Nên là trong team thì có mình tôi giỏi máy tính thôi nên là cái gì tôi cũng cần hết. Còn mấy thanh niên vẫn ngủ nha. Cái điện thoại của tôi là vô đối luôn đấy. Thôi nào. Đấy, rồi, vô thôi anh em. Ôi, tôi bị bắt rồi anh em ạ. Tôi rồi, tôi nói là tôi tập luyện khá là lâu luôn anh em ạ. Trong khi lúc tôi học đại học thì tôi cũng tập võ đấy. Tôi sẽ cần tìm một cái chìa khóa để tôi có thể lên được đó anh em ạ. Sao tôi có thể mở được cái cửa này? Tôi có thể xem được mạng lưới camera. Mà tất cả mạng lưới máy tính ở đây. Sẽ hack vô camera. Wow, tôi không ngờ mình lại giỏi đến vậy anh em ạ. Cái đây là cái địa chỉ tôi cần hack anh em nè. Tôi đã có được cái access key rồi anh em. Tôi đã có được cái mật mã để tôi vô đây rồi. Không ngờ mình thông minh đến như vậy anh em. Rút súng ra trước đề phòng những người lính canh nó bắn tôi. Ui, tôi triệt hạ được rồi anh em. Ở đây thì tôi chả thấy ai hết anh em. Hay là nên tôi sẽ đi trên đây anh em. Trên đây hình như tôi thấy một thằng. Tôi cần kiểm hệ thống camera anh em. Đây, một thằng. Ui, no. Nãy tại tôi do ẩu quá anh em ạ. Quên check tất cả mọi hướng luôn rồi. Lần này tôi phải cẩn thận hơn anh em. Đây, một người đúng không? Giờ tôi chỉ cần nhắm chuẩn một chút xíu thôi anh em. Rồi, đấy, tôi bắn được hai rồi. Hạ được hai rồi. Như có một thằng trên đây mà tôi không thấy anh em. Đó, đây. Nó là thằng này đấy, chơi tôi đấy. Ngay cái mọc. Ông mày là con. Tôi sẽ tranh thủ làm tiền anh em. Thực sự mục tiêu của tôi không phải là tiền đâu anh em. Tôi chỉ cần tôi là hacker nên tôi chỉ cần lấy dữ liệu thôi. Nhưng mà không có tiền thì làm việc gì cũng khó nên là tôi nhặt nhé. Đây là máy chủ server anh em. Nói chung là tôi học cũng mấy năm, thao tác cũng khá nhanh anh em mày. Đấy, tôi đã tắt cái hệ thống rồi nè. Rồi tôi sẽ chạy chứ không là đội tuần tra nó sẽ xuống nó dí tôi đấy anh em. Đừng nói tôi phải thủ trong đây nhá. Đấy, tôi chạy xuống tới tầng trệt luôn rồi. Sắp phát hiện được tôi rồi nên tôi phải nhanh chân lên. Quá chuẩn. Nói chung là tôi cũng huấn luyện khóa quân sự, tôi bắn cũng khá chuẩn anh em ạ. Những cái đường này là tôi có thể trốn xuống được anh em ạ. Giờ tôi phải đột nhập vô bên kia nữa anh em. Một thằng nhá. Này là mới là trẻ thôi, tuổi trẻ chứ chả xưa đời anh em ạ. Tôi phải đi xuống đường này rồi anh em ạ. Tôi cần phải biết nguồn điện của cái này nó ở đâu. Tôi phải nói điện anh em. Dấp. Bọn này chưa biết tôi đâu. Mang đó nó không dám vô rồi. Tôi phải cần nhanh chân lên. Thật sự tôi đang bị truy nã anh em ạ. Tôi sẽ chọn cái game reviewer anh em ạ. Nó giống như tôi vậy đấy. Nhưng mà tuy là tôi là một thằng hacker. Đấy là kỹ thuật mới của tôi đấy anh em. Dưới. Ok, tôi đã hạ được một thằng, một thằng đang lên, khoan, chưa biết tôi đang ở đâu anh em ạ. Ok, ra thôi anh em. Tôi đang cố gắng hết sức và tôi đang chạy. Tôi thật sự là ngồi tôi tự nhận xét tôi luôn á. Thật sự. Đây là sau khi tôi bị bắt bởi một cái nhóm khôn hồn nào đó, tôi đã bị đưa ra cầu luôn anh em ạ. Đây là tôi sau khi gặp đám bạn đấy anh em. Đây khá là nóng nên tôi cũng thay đổi bộ đồ cho nó khá là không khí anh em ạ. Làm sao để tôi đến được cái căn phòng của tụi nó đi. Nó kêu tôi là nên đi đến căn phòng hack anh em ạ. Nếu ở đây có ai nè anh em. Wow, mấy người này cũng khá là giàu quá đấy anh em. Bây giờ tôi phải đi qua cái điểm N thì phải. Khi mà tôi đã chạy xe tới thì tôi cũng thấy một cái cảnh khá là đẹp anh em. Đây, hai thanh niên này đây, họ cũng khá là thân thiện ấy. Cho chụp Ủa sao cười? Ủa tính ra là tao tưởng mấy mày thân thiện cho tao chụp chung. Thành phố của tôi sống khá là đẹp luôn nha anh em. Đó là nên là tôi cũng phải đi vô tôi mua một vài bộ đồ. Tôi có thể cướp tiền được anh em. Đấy. Đấy, tôi cần một bộ đồ mới. Bộ này khá là không hợp với những thanh niên hacker nên là ấy. Xong rồi anh em, tôi quyết định là tôi chỉ thay bộ áo thôi, nhưng mà áo vẫn là ba lỗ. Có người kêu tôi là mang cái quần hồi nãy nó hơi hãm, thế nên là tôi cũng đổi cái quần này để cho nó khỏi chê tôi nữa anh em ạ. Nhìn cũng không giống hacker cho lắm thì cũng được, cũng ổn. Cái chỗ đó 4.000 km đấy anh em. Vãi shit. Thì em mượn thôi nha, em không ăn trộm đâu. Em là hacker mà, em là ăn trộm làm gì? Khoan, ôi, để về máy, xém chết tao luôn á. Oh shit. Chạy xe, ê. Hả? Mày tính làm gì? Oh shit, đây là tôi khi đang đi lên cây cầu khá là nổi tiếng anh em ạ. Sau khi nãy tôi hát nhầm vô cái ống cống thì tôi té xe chết luôn anh em. Tôi lại hát nhầm nữa anh em à. Thằng đó, chính xác là... Ui, ui rồi. Ôi rồi, cái dạy chạy cái gì vậy? Tao chỉ mới ấn nhầm thôi mà. Xe tôi hư rồi anh em. Ủa chiếc kia cũng khá là được kìa. Mới vô đã có rồi anh em. Mới vô đã có xe khá là xịn rồi. Tôi có cái tật là tôi hay đi hắt dạo anh em. Hay ngứa mắt là tôi phát hắt dạo ngay liền. À laptop à. Đây đúng không? Ê, sorry, lỗi tao. Khóa lại không cho ai vô. Ok. Ê, move away man. Hình như là đây thì phải. Tôi đậu xe phát. Phải đậu xe thật cẩn thận anh em. Xe tôi mới mua đấy. Ê, không phải tao đâu nha. Đây anh em. Đây là nhà của bạn tôi đấy. Trời ơi, tôi tưởng thanh niên đế mở cho tôi luôn anh em ạ. Holy moly. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cái phòng gọi là hacker nó to như thế. Đấy, tôi là phải cùng anh em là tạo ra một cái app để mọi người sử dụng anh em. Nếu mà tôi vô đây là tôi có thể học thêm một vài thứ là anh em là hacking vehicle. Được là quẹo sang trái hay quẹo sang phải. Giờ tôi phải sử dụng cái 3D printer này để tôi làm một vài thứ để... Đấy, tôi có thể mua một cái này anh em ạ. Đó là RC theo dõi những thứ mà chúng ta có thể vào được đó anh em. Quá là ngầu luôn. Giờ tôi đã có thêm một cộng sự này là 67.000 đô nhưng mà tôi không thể mua được anh em. Giờ tôi cần đi ra ngoài anh em ạ. Tôi cần đi thu thập thông tin. Đây, tôi đã ra được ngoài rồi đây. Đây là một cái công viên mà tôi có thể nhìn xung quanh. Tôi có thể điều khiển chiếc xe đó mà anh em, nhưng mà thôi, bỏ đi. Tôi có thể nghe được giọng nói này nói với người khác luôn anh em ạ. Không, tôi cần nói chuyện với người này anh em. Chứ không phải là hack người này. Coi tôi cần phải tìm cái xe chở tiền này làm cái gì đó anh em. Tôi có thể làm bị thương cái này. Hết, yes. Hack vô là tôi có thể đi vô đây anh em à. Khoan. Đấy, tôi trộm được rồi, chạy ra anh em. Đấy, tôi trộm rồi. Run. Tôi cần thoát ra khỏi chỗ này anh em. Giờ tôi phải chạy ra khỏi cái ổ này anh em. Không là tôi sẽ toàn đấy. Ôi, tôi lo hack quá. Tôi cần tìm cái trụ nào đó. No. Ui, này lái xe ghê thế. Oh my god, nó dí khá là nhanh luôn anh em. Tôi còn sống được, yes. Run. Ôi, tôi tự bóp tôi rồi. Come on, lẫn dao. Giờ tôi cần phải trốn cái mấy cảnh sát này anh em ạ. Run. Không còn thời gian nữa đâu anh em. Tôi không còn thời gian đâu anh em. Tôi phải đi thôi. Sau khi mà tôi cướp xong thì mấy thanh niên chỉ có ngồi coi nói thôi. Tôi chạy tháp Hà Nội luôn. Sau khi mà tôi xem xong bộ phim với bọn nó thì tôi phải chạy qua cái studio để anh em, như là một cái gì đó rất là quan trọng anh em ạ. Chạy qua studio thì trời cũng đã tối rồi anh em ạ. Xe tôi cũng bị thằng nào hôi bả rồi. Oh shit, tôi lộn. Vậy lấy đại xe con này vậy. Xe bạn tôi đấy. Ôi, what? Tao đâu có bắn, từ từ, chết bà rồi, nó báo công an rồi anh em à. Ui, tới nhà rồi. Ấy, nào làm cổng ngu thế nha. Đương nhiên là mấy cái này, chuyện này rất dễ rồi đối với tôi luôn á. Thôi, nói chung là vô cái studio này cũng có khá là nhiều người có tiền nên là thôi một ít chắc cũng chả sao. Rồi tôi lấy chiếc xe điều khiển của tôi nè anh em. Sao đi vô không được ba? Từ từ mở cửa cái đã. Chắc nó không biết đâu. Chắc nó không biết tôi đang sử dụng chiếc này đi vô đâu anh em. Oh shit. Ôi. Đấy, có rất là nhiều người anh em có thể thấy. Thật sự là tôi không có chỗ nào để núp luôn á anh em. Qua đi. Ôi, còn một cái key để xét anh em. Trốn là tôi phải trốn để tôi xem cái mạng lưới này nó sao anh em ạ. Trong đấy có camera đúng không? Nói chung là điều khiển cái xe này anh em. Cần đột nhập vô cái phòng đó thì sao mà đột nhập được nha. Tôi cần hack cái thông gió này anh em ạ. Tôi có thể đi vào đây. Tôi cần phải làm mù mắt mấy này anh em ạ. Tôi sẽ sử dụng cái này. Đấy. Rồi, lẹ. Tôi cần lẹ. Đi vô rồi anh em, núp thôi. Nó không biết đâu. Một dữ liệu, còn dữ liệu bên kia nữa anh em ạ. Mong là mấy anh kia không phát hiện. Holy shit, lên kia khá là khó khăn luôn anh em ạ. Tôi bị out of brand rồi. Cứ thông nhớ. Ok, tôi cần đến gần hơn một chút xíu anh em ạ. Ví dụ tôi sẽ đứng ở đây. Cái vụ đó tôi phải cần đi lên đây anh em. Vụ nó thôi. Chết cha, chân ngu rồi. Thôi làm thế kia toàn thật sự ấy. Thế thì tôi phải dùng súng thôi anh em ạ. Ok. Khoan, từ từ, khoan. Xong rồi anh em. Tôi cần đi ra khỏi cái khu này anh em ạ. Tôi phải cần thật nhanh ra. Được. Tôi làm được anh em. Ôi bắn lộn thằng rồi. Toàn rồi. Open it, come on, go. Yep.